Phiên An cảm ơn quý vị. Quý vị có cảm thấy thích thú hay không khi mà nghe giáo sư Vân Bằng nói về trung tâm sinh hoạt cộng đồng Phật giáo tại chùa Điều Ngự mà giáo sư Phạm Văn Bằng đã được chọn là giám đốc của trung tâm. Và với mọi cái sự mà như là giáo sư Vân Bằng nói là nhân duyên thì đã kết hợp được một số quý vị có chuyên môn để mà hướng dẫn cho các học viên đến với trung tâm về một số các hoạt động, lớp tiếng Anh, lớp luật pháp, học học rất là nhiều, kể cả trong tương lai là sẽ là học cả nấu ăn, nấu thức ăn chay và học cả về vấn đề quản trị tài chính của gia đình. Phải nói là những cái việc này rất là thực tế. Thế nhưng mà phía Nam muốn hỏi khi mà họ học đó thì họ học để biết hay là họ học rồi mình có một cái sự giúp đỡ nào để cho họ tìm được một công việc hay không? Cái đó là cái điều mà chúng tôi ở trong cái chương trình mà mình sẽ làm. Nhưng mà có lẽ là không có ngay lập tức, bởi vì cũng đòi hỏi một vài cái sửa soạn. Nhưng đã có những cái nhóm người để mà hướng dẫn điền đơn xin việc và cố gắng để tìm những cái contact, những cái liên kết để mà có thể hướng dẫn họ đi tới những chỗ họ có thể xin việc được. Thì với cái ý nguyện này đó, thì chúng tôi xin quý vị nếu mà có thể trợ giúp cho trung tâm để mà tìm việc làm cho mọi người, hoặc là offer, tức là cống hiến những cái việc mà có thể giúp cho cộng đồng được, thì chúng tôi xin rất là cảm ơn đón quý vị đến để cùng phục vụ cho cộng đồng một cách tốt đẹp hơn. Cũng như là ngày hôm nay tôi vừa mới ra khỏi cái lớp Anh Văn đó, thì có một ông trẻ tuổi đứng chờ ngoài được một lúc rồi để xung phong một cái lớp dạy cho người ta làm thế nào để giữ gìn sức khỏe. Do một nhóm bác sĩ và chuyên viên y tế, thì cái, và họ chỉ có cái thời gian trong tháng 10 mà thôi. Thành ra tôi đã kết hợp với họ để mà tổ chức cái lớp đầu tiên vào ngày thứ tư tuần tới lúc 12 giờ, 12 rưỡi, tại vì lớp Anh Văn của tôi chấm dứt lúc 12 giờ, và cho họ nửa tiếng để họ nghỉ, rồi 12 rưỡi sẽ bắt đầu cái lớp về phương diện y tế này. Vâng. Cho tới 1:45. Thì tôi nghĩ là rất hay đó Phiên Đài. Vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta đang đi tìm một cái hoạt động nào đó nó tốt đẹp và nó có thể có giúp đóng góp được cho cộng đồng một cách hữu hiệu, thì như là giáo sư Vân Bằng đã có một cái sự chia sẻ và kêu gọi là nếu mà quý vị nào có cái sáng kiến nào có thể giúp được cho cái cộng đồng của mình để vào một cái chương trình của cái sinh hoạt của trung tâm, thì quý vị cũng có thể liên lạc với giáo sư Phạm Vân Bằng, giám đốc của trung tâm tại chùa Điều Ngự, để mà tham gia cùng chia sẻ những cái điều mình biết, những cái điều mình có cho những người họ đang cần. Thì thưa chị, đối với một cái hoạt động văn hóa nó kết hợp với nhiều lĩnh vực như vậy và nó đòi hỏi một cái sự tinh tế, bởi vì thí dụ như khi chúng ta hoạt động với những người mà có thể người ta không phải là Phật giáo, người ta là Công giáo, người ta là Tin lành, hay người ta không có đạo nào cả, mà người ta đến với mình, đến với trung tâm, người ta học cái điều này điều kia, thì chị thấy rằng là nó sẽ có cái điều gì tốt và có cái điều gì không được tích cực lắm có thể xảy ra hay không? Mình không thấy một điều gì hết Phiên Đan, bởi vì ngoại trừ cái khung cảnh là nhà chùa thì những cái sinh hoạt mình không bao giờ tụng kinh, mình không tụng kinh Phật, mình không có làm những cái gì về tôn giáo hết.
Mình học tiếng Anh là mình học tiếng Anh, mình học luật là mình học luật, mình hoàn toàn như là một cái general vậy thôi, chứ không có phải là nghiêng về Phật giáo hay là nghiêng về bất cứ một tôn giáo nào. Thế thì đối với cái khả năng điều hành của chị đã trải qua những cái hoạt động mà gọi là giao tế cộng đồng bên ngoài với các sắc dân khác, và cái trung tâm này của chị thì chị nói là nó không giới hạn điều kiện thành phần nào đến, có thể là một người Mễ cũng có thể đến gõ cửa trong trung tâm chị, đúng không? Và bất cứ một người nào, người Hoa, người Hàn, người gì cũng có thể đến với trung tâm này, miễn là họ có cái nhu cầu muốn tìm hiểu, hay là chỉ dành cho người Việt Nam? Câu hỏi của phiến đạn khá thích thú, là tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái điều này. Mình nghĩ rằng là dĩ nhiên mình chào đón bất cứ ai, nhưng mà không nghĩ là họ sẽ đến. Bởi vì nếu mà họ đến để học tiếng Anh thì họ có những cái lớp ESL của Adult School hay là những lớp khác đó. Và nếu mà họ thì đến đây á, tôi nghĩ phần đông là người Việt thôi. Dạ. Nhưng mà vâng, nếu mà họ đến thì mình cũng vui vẻ, mình mời họ cùng ngồi chung với lại tất cả những người Việt Nam khác trong cộng đồng. Thưa quý vị, giáo sư Vân Bạch nói như thế chứ phía Nam biết, phía Nam quen rất là nhiều những người đại Hàn, họ rất là dễ thương và họ rất thích cái văn hóa Việt. Chúng ta thích văn hóa Hàn thì họ cũng thích văn hóa Việt. Và mặc dù là có nhiều người họ không có phải là Phật giáo, đại đa số người Hàn Quốc bây giờ là họ là đạo Kitô, đạo Tin Lành. Nhưng mà họ cũng rất thích những cái sinh hoạt của chúng ta và rất thích học học những cái gì mà chúng ta biết, chẳng hạn như họ thích học nấu ăn, thích cuốn gỏi cuốn, thích làm mọi cái thứ. Và nếu mà họ nghe được là chúng ta có những cái lớp dạy như vậy thì chắc chắn họ sẽ phải đến thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đối diện với nhiều cái thành phần đến trong một cái cộng đồng như vậy thì chắc chắn là nó sẽ rất là vui. Chắc chắn nó sẽ rất là vui và nó cũng sẽ tạo ra một cái cơ hội cho mọi người có thể giao tiếp với một nền văn hóa khác. Thế thì giáo sư Vân Bằng và những người tổ chức trung tâm có nghĩ là mình sẽ có một cái ngày văn hóa chung để tổng kết một năm cho một cái chương trình của trung tâm hay không? Rất là possible. Dạ. Bởi vì bây giờ đó thì chúng tôi đang lo cho những cái sinh hoạt cần yếu nhất. Và trong tương lai đó, gần, chúng tôi đang lo để làm một cái việc cho các người cao niên. Dạ, các cụ cao niên. Và tôi nghĩ là các cụ sẽ rất là thích. Vâng. Nhưng mà đang trong cái việc chuẩn bị và sửa soạn. Thì cái ngày văn hóa chung, tôi nghĩ là cộng đồng chúng ta sẽ rất là vui để nhìn thấy chẳng hạn những cái biểu diễn của Đại Hàn hay là của Nhật Bản. Và cái điều này chúng tôi cũng đã từng làm. Và không có gì gọi là dạ, lạ lùng hay là khó khăn cả. Vâng. Thưa quý vị, chắc là khi mà quý vị xem văn hóa và con người tuần này và nó gặp giáo sư Phạm Văn Bằng nói chuyện về một cái sự thành lập của một cái trung tâm, thì có nhiều vị mà đi chùa Điều Ngự thì họ không có gì lạ, nhưng mà những người mà chưa có đi chùa Điều Ngự thì nghe cũng thấy rất là mới mẻ. Vậy thì ngoài những cái điều đó ra còn có điều gì mới mẻ nữa? Việt Nam xin tạm ngừng trong tuần lễ hôm nay. Mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 buổi nói chuyện với giáo sư Vân Bằng để tìm hiểu thêm về những cái hoạt động của Trung tâm Văn hóa Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo như thế nào trong chương trình kỳ tới. Việt Nam chào tạm biệt và mong ước gặp lại quý vị để theo dõi tiếp chương trình với giáo sư Phạm Vân Bằng. Cảm ơn quý vị.